trước đại dịch virus corona có nguy cơ lan ra toàn cầu, người dân khắp nơi đang đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay. Tuy nhiên, trung bình chỉ có 5% số người rửa tay đúng cách trong 15 giây hoặc lâu hơn và cũng chỉ có khoảng một nửa số người dùng khẩu trang biết đeo đúng cách. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, quy trình rửa tay đúng cách bao gồm 5 bước. 1. Làm ướt tay bằng nước sạch. 2. Xoa xà phòng lên tay, cả mu bàn tay, giữa các ngón tay và dưới móng tay. 3. Chà tay trong ít nhất 20 giây. Chà hai lòng bàn tay vào nhau. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh ngón tay vào kẽ ngón tay. Chà mặt ngoài các ngón tay phải vào lòng bàn tay trái và ngược lại. Chà ngón cái của tay phải với lòng bàn tay trái và ngược lại. Chà các đầu ngón tay phải vào lòng bàn tay trái và ngược lại. Để dễ tính thời gian, bạn có thể vừa rửa tay vừa hát 2 lần bài Happy Birthday tương đương với 20 giây. 4. Cuối cùng, rửa sạch tay bằng nước sạch, tốt nhất là nước chảy từ vòi. 5. Lau khô bằng khăn sạch hoặc để khô tự nhiên. Nếu không thể rửa tay bằng nước, bạn có thể sử dụng gel khử trùng tay, nhưng nhớ kiểm tra nhãn để chắc chắn có chứa ít nhất 60% cồn. Bạn cũng vẫn cần xoa gel khắp bàn tay và ngón tay trong 20 giây cho đến khi tay khô. Hãy giữ bàn tay sạch sẽ, nếu ho hoặc hắt hơi, hãy dùng khuỷu tay để che miệng thay vì dùng bàn tay. Trong dịch SARS, chỉ với việc rửa tay, nguy cơ lây truyền đã giảm từ 30 đến 50%. Việc rửa tay thường xuyên tại các sân bay trên toàn thế giới có thể giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh từ 24 đến 69%. Trong đó, thường xuyên thực hiện rửa tay tại 10 sân bay lớn có thể làm giảm tới 37% nguy cơ lây lan dịch bệnh. Còn việc đeo khẩu trang thì sao? Để đeo đúng cách, trước tiên bạn cần rửa tay trước khi đeo. Cần gấp đôi khẩu trang lại, điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi và dưới cằm. Sau đó ấn vào chóp để mép trên của khẩu trang bám sát vào cánh mũi. Lưu ý, các loại khẩu trang y tế thông thường, mặt ngoài thường có màu đậm, mặt trong có màu nhạt hơn và phẳng hơn. Bạn cũng không nên để tay chạm vào mặt trong của khẩu trang. Khi tháo khẩu trang cũng phải đúng cách, bởi bụi bặm và vi khuẩn đã sớm bám vào mặt ngoài của nó. Vì thế, hãy dùng tay tháo khoai đeo xuống, cuộn lại và vứt gọn vào thùng rác có nắp đậy. Nhớ vứt khẩu trang đã qua sử dụng đúng chỗ, tránh để lung tung, nhất là trên giường, gối nệm, chăn mền trong nhà. Cuối cùng, bạn nhớ rửa sạch tay sau khi vứt bỏ khẩu trang. Với tình hình dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng và khó lường, chúng ta cũng cần nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Hãy giữ tâm trạng lạc quan, hạn chế căng thẳng và nóng nảy vì sẽ ảnh hưởng tới sức đề kháng. Ngoài ra, vì chưa có thuốc trị nên tốt nhất chúng ta hãy tìm hiểu và thực hiện một số phương pháp yoga, khí công, thiền định tại nhà giúp nâng cao sức khỏe, tránh bệnh tật xâm nhập.